Kính thưa chương trình, xin mời quý vị cùng hướng lên sân khấu để thưởng thức điệu hát chèo hát về Tổ quốc hôm nay theo điệu Đường Trường Thu Không do tốc ca của câu lạc bộ hát xoan và hát dân ca xã Cao Xá biểu diễn. Trong từng
trân trọng cảm ơn các nam nữ diễn viên đến từ câu lạc bộ hát xoan và hát dân ca xã Cao Xá đã mang đến cho đêm giao lưu những giai điệu mang âm hưởng đậm nét văn hóa truyền thống của quê hương và mang đến cho không gian của đêm giao lưu thật là ấm áp và ý nghĩa.